Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, năm 1927, trong sách Đường Cách Mệnh, khi bàn về tư cách một người cách mệnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập 3 mối quan hệ: tự mình phải, đối với người phải, làm việc phải. Năm 1947, trong bài nói chuyện với cán bộ tỉnh Thanh Hóa, người đề cập cán bộ phải có 5 mối quan hệ: mình đối với mình đối với đồng chí mình đối với công việc, đối với nhân dân, đối với đoàn thể. Như vậy, có thể nói, trong các mối quan hệ, dù bất cứ ở thời kỳ nào, Bác đều đặt đối với tự mình lên trên hết. Trong di sản của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm cả cá nhân và tổ chức trong việc tự rèn, tự soi, tự sửa, tự điều chỉnh, tự vượt lên chính mình. Sinh thời, Bác dạy, tự mình không đánh thắng được khuyết điểm của mình, mà muốn đánh thắng kẻ địch, tự mình không cải tạo được mình, mà muốn cải tạo xã hội thì thật là vô lý. Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, viết về tư cách của Đảng chân chính cách mạng, Bác nêu lên 12 điều và khẳng định Đảng muốn được vững bền thì không được quên điều nào. Điều 12 bàn tới bản thân Đảng, phải luôn luôn xét lại những nghị quyết và những chỉ thị của mình đã thi hành thế nào. Nếu không vậy thì những nghị quyết và chỉ thị đó hóa ra lời nói suông mà còn hại đến lòng tin cậy của nhân dân đối với Đảng. Trong đổi mới, nhận thức rõ ý nghĩa to lớn, sâu xa của tự soi, tự sửa, Đảng ta khẳng định sức mạnh của Đảng, của mỗi đảng bộ và đảng viên không chỉ ở ưu điểm mà còn ở chỗ nhận rõ và sửa chữa bằng được những vấn đề tồn tại, những sai lầm, khuyết điểm và tự vượt lên chính bản thân mình. Vì sao cán bộ đảng viên phải tự soi, tự sửa, tự rèn, tự tu dưỡng, tự điều chỉnh, tu thân, tự vượt lên chính mình? Vì đảng viên, cán bộ trong sạch, vững mạnh thì đảng trong sạch, vững mạnh. Mặt khác, cán bộ đảng viên trong điều kiện đảng cầm quyền thường có nhiều hoặc ít quyền hành. Cấp cao thì quyền to, cấp thấp thì quyền nhỏ. Dù to hay nhỏ, có quyền mà thiếu lương tâm, không giữ được đạo đức cách mạng thì dễ trở nên hủ bại, biến thành sâu mọt của dân, ăn của đút, dĩ công vi tư. Nguy hiểm nhất là tính xấu của một đảng viên, một cán bộ sẽ có hại đến đảng, đến nhân dân. Đảng viên hư hỏng sẽ đưa quần chúng đến hư hỏng. Vì vậy, cán bộ đảng viên phải tự soi, tự sửa, tự thực hành cần kiệm liêm chính để làm kiểu mẫu cho dân. Bác dạy, muốn thành cán bộ tốt phải có tinh thần tự chỉ trích. Không chịu tự phê bình, tự chỉ trích thì không bao giờ tấn tới được. Vừa qua, Đảng ta ra nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định phục vụ cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng. Đó là kết luận số 21 KLTU ngày 25 tháng 10 năm 2021. Kết luận hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Quy định số 37 QĐTU ngày 25 tháng 10 năm 2021 về những điều đảng viên không được làm. Đảng có những kết luận, nghị quyết, quy định như thế là để giúp đảng viên trong tu dưỡng rèn luyện. Là đảng viên phải tự soi, tự sửa để giữ vững đạo đức cách mạng, cao nhất là chí công vô tư. Bất kỳ việc gì đều phải tự soi, tự rèn, tính đến lợi ích chung của đảng. Phải đặt lợi ích của đảng lên trên hết, trước hết. Việc của cá nhân và lợi ích của cá nhân để lại sau. Vì lợi ích của đảng, tức là lợi ích của dân tộc, của tổ quốc. Đó là nguyên tắc tối cao của Đảng, là đảng tính. Tự soi, tự sửa để mỗi ngày cố làm một việc có lợi cho nước, cho dân, cho Đảng. Việc thiện thì dù nhỏ mấy cũng làm, việc ác thì dù nhỏ mấy cũng tránh. Việc gì dù lợi cho mình, phải xét nó có lợi cho nước, cho dân, cho Đảng không. Nếu không có lợi mà có hại cho nước, cho dân thì quyết không làm. Tự soi, tự sửa để tránh tự kiêu, tự đại. Tự soi, tự sửa để luôn luôn chân thành, khiêm tốn, thật thà đoàn kết, giúp người tiến bộ. Thưa quý vị và các bạn, cán bộ đảng viên phải tự soi, tự sửa, tự rèn luyện, tự tu dưỡng, tự điều chỉnh, tu thân, tự vượt lên chính mình. Vì đảng viên cán bộ trong sạch vững mạnh thì đảng trong sạch vững mạnh. Chuyên mục của chúng tôi đến đây xin được tạm dừng. Xin kính chào và hẹn gặp lại.